Thưa quý vị, liên quan đến vụ lừa khách đi xem đất lừa đảo của công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can, gồm bị can Nguyễn Văn An, 27 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, là tổng giám đốc công ty Lộc Phúc và các nhân viên đóng giả khách hàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, sáng 31 tháng 8, nắm được thông tin công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở sàn giao dịch có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nên công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Trảng Bom chia thành nhiều tổ công tác để kiểm tra. Lực lượng công an đã bắt quả tang bị can Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan, gồm 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, cùng 43 khách hàng đưa về trụ sở để làm rõ. Sau đó, công an Đồng Nai đã bắt giữ thêm Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, ngụ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nghi phạm được xác định là người cầm đầu, chủ mưu. Theo công an tỉnh Đồng Nai, nghi phạm Huỳnh Hữu Tường điều hành mọi hoạt động của công ty nhưng thuê bị can Nguyễn Văn An làm tổng giám đốc để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng. Điều tra ban đầu cho thấy, mỗi tháng công ty Lộc Phúc thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Trong những ngày qua, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến trình báo tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty Lộc Phúc với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng. Hiện vụ án núp bóng công ty bất động sản, lừa khách đi xem đất rồi lừa đảo của công ty Lộc Phúc đang được công an điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.